Hello, tôi xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thi Swiss Cuộc Sống Nông Thôn Thị Sĩ. Mọi người ơi, hôm nay Thi lại tiếp tục hành trình khám phá ở Dubai nha mọi người. Thì cái tập này thì nó tiếp với cái tập trước. Hôm bữa trước thì Thi có mua một cái dịch vụ cho một ngày trải nghiệm sa mạc đó mọi người. Thì nó bao gồm luôn cái dịch vụ này hả. Đây là sau khi mà Thi đi sa mạc và tối về thì Thi sẽ còn một cái bữa buffet nè, bữa ăn tối nè, rồi ngắm lạc đà nè, rồi còn được gửi lạc đà nữa nha mọi người. Thì đây là cái trên đoạn đường mà Thi tới đó, sẵn tiện thì hoàng hôn rơi xuống tại Dubai rất là đẹp luôn nha mọi người. Sẵn Thi quay cho mọi người xem ha. Thi thì lần đầu tiên Thi đến đây cho nên đối với Thi vậy như nó có một cái gì đó rất là đặc biệt đó mọi người. Thì mọi nơi nó có một cái nét đẹp riêng ha. Ở đây thì có rất là nhiều cái điểm đến để mình tham quan nè. Nhưng mà tại vì Thi thì có con nhỏ cho nên mình cũng sẽ hạn chế những cái nơi đó. Đối với Thi thì mọi thứ nó rất là hấp dẫn, nhưng mà đối với tụi nhỏ thì nó bị áp lực đó mọi người. Cho nên nó là hạn chế rất là nhiều nơi luôn. Và cái đường đây là chuẩn bị đi cua vào cái chỗ mà để mình ăn buffet mọi người. Thì ở trong đó là cái địa điểm mà ai đã từng đến Dubai rồi, nếu mà mình book theo tour thì họ đều chở mình tới đây ha. Trời ơi, cái con đường đi vô này đỉnh quá mọi người ơi. Nó đẹp, nó đẹp theo cái kiểu là cái thời xưa mọi người, để mình đi sâu vào cái thời xa xưa mà mình chưa có mặt á mọi người, chỉ mà mình coi phim á chứ mình chưa có được thực tế trải nghiệm nha. Nhưng mà khi mà Thi đi vào đây á thì Thi sẽ tưởng tượng ra những cái bộ phim mà Trung Cổ cái thời xưa đó mọi người, rất là hấp dẫn luôn ha. Nhưng mà rất tiếc là Thi không thể đi quay hết đoạn đường này vì nó vòng vòng á mọi người, là đường cho trong đây á là nó vòng vòng chứ không phải như đường cái lớn hả. Wow, rồi cả nhà ở Thi tới rồi nha, đẹp lắm nè. Trời ơi, ở đây họ xây cái kiểu giống như thời xưa mọi người ơi, coi nè, đẹp quá. Mọi người thấy ở trên đó là camera đi không? Đi con, xe vậy? Hello. Ở trong đây cái khúc này là họ mở nhạc rất là lớn tiếng mọi người. Thì có đăng cái video này lên nhưng mà nó bị bản quyền cho nên Thi đã tắt tiếng hết cái video này để Thi tự lồng tiếng vô á. Tiếc ghê luôn á. Tại vì họ có mở nhạc cho mình nè, họ hát nhạc á mọi người, cho mình trải nghiệm cái văn hóa của họ, cuối cùng Thi bị tắt tiếng hết trơn luôn mọi người. Trời, Thi thích nhất ở đây là mọi người biết cái gì không? Đó, mọi người thấy mấy bài lạc đà đi ở trên đó đó. Trời ơi, nhìn cưng quá mọi người ơi. Giờ mình cứ coi TV đồ lạc đà thì mình cũng thấy giống như là mình cởi lạc đà từng con thì mình nó khác. Còn đây họ thả đi trên một cái đồi đó, mình cảm giác như mình đang ngồi trước cái vô tuyến gì đó chứ không nghĩ là thật. Cái cảm giác mình nó làm sao ta, là gọi là nó phê mọi người. Giống như mình đi vào sâu vào cái thời xa xưa mọi người, thích lắm luôn á. Còn bây giờ là Thi bắt đầu đi cởi lạc đà nha mọi người. Thì bật mình ghê á, mọi người thấy em từng cái khúc đoạn video của Thi trực tiếp nói, cuối cùng bây giờ Thi lại tắt tiếng hết tại vì nó dính vô nhạc người ta mở ở đây nè. Thì Thi có đăng cái video lên rồi nhưng mà bị bản quyền cho nên Thi lại làm lại để Thi xóa hết những cái âm thanh đó đi. Bây giờ thì đi cởi lạc đà xong rồi sau đó Thi sẽ về, Thi sẽ ăn ha. Trong cái thời gian mình ăn á thì người ta sẽ biểu diễn ca nhạc cho mình để mình trải nghiệm cái văn hóa của họ ở đây đó mọi người. Đây mọi người ơi, cuối cùng Thi cũng đã cởi được lạc đà. Trời, Thi giống con nít nha mọi người. Đi là phải Thi nói bạn của Thi là phải cho Thi cởi được lạc đà nha, không cởi ra Thi không gì ngủ được. Tại đến Dubai là Thi mới cởi lạc đà mọi người, hồi giờ đâu có cởi đâu, gần 40 tuổi rồi đó mọi người. Nhưng mà cũng hơi sợ nha, tại vì mình ngồi cái độ cao, Thi rất là sợ độ cao cho nên nó là Thi cảm giác mình hơi sợ cho nên miếng mấy chân dữ lắm mọi người ơi. Chừng ai mà thích cái độ cao thì ghiền. Mọi người thấy mấy ảnh theo chụp bao không? Nhìn giống như là sao vậy đó mọi người, nhưng mà không phải nha mọi người. Tại cái anh chụp hình để xong rồi mình ra thì mình thích cái tấm nào thì mình lấy, còn mình không thích thì thôi hả. Cho Thi mơ một xíu nữa nha.
Trời ở đây cái phong cảnh quá tuyệt vời mọi người ơi. Nói chung là ai đi qua Dubai thì nhớ bốc cái tour này nha, để họ chở mình tới đây ha. Còn đây là nước hoa Dubai nè. Ai đã từng dùng nước hoa Dubai rồi thì cũng rất là ghiền luôn. Đối với Thi thì nó thơm nhưng mà nó không có hợp với Thi á, tại mùi nó hơi mặn, nó mặn mà quá. Nhưng mà thoa lên nó có thể giữ từ 2 đến 3 ngày nha mọi người. Đừng có tắm nha, không có tính cái lúc tắm nha, tắm thì nó bay nha. Nhưng mình thoa một xíu sau cái tay nè, hoặc là chỗ cái nhẫn tay á, thì nó giữ rất là lâu luôn. Nhưng mà nó mùi nó hơi mạnh một xíu. Anh đó đang quảng cáo cho Thi thì Thi cũng đã dùng qua một lần, tạm xã Thi hay đi công tác ở Dubai nè, cho anh cũng mua nhưng mà Thi thì không quen. Trời ơi, thích ở đây quá mọi người ơi, nhìn thấy rất là ấm cúng luôn mọi người, mà theo cái dạng như cái thời Trung Cổ á mọi người. Coi nè, chỗ đẻ quá, thích quá. Coi nè, ngồi đi ăn mọi người ơi, xong rồi cái đàn lạc đà đi ở trên á, mà bây giờ tối nó đi vô rồi. Cát đồ mát mẻ mọi người, bây giờ Thi đi lấy đồ ăn nha. Sau khi cởi lạc đà rồi thì bây giờ đi lấy đồ ăn mọi người. Just take it. How to pay? No. Watermelon? Watermelon. Okay. Drink now? Oh, okay, thank you. Oh, thank you very much. Dễ thương của mọi người, họ phục vụ rất là chu đáo nha mọi người. Ở đây thì mình mua trong một cái hết trong cái một cái gói đó mọi người ơi, cho nên là ăn uống thoải mái rồi cởi lạc đà rồi. Thì lấy cái dĩa thì lấy salad đi ăn mọi người ơi. Bàn đồ ăn của họ rất là thích luôn. Như có thịt ở trong đó, đúng rồi đó. Con tự về chỗ được không? Con tự về chỗ đúng không? À, chỗ cái này ngon lắm nè. Ồ. Đây là cái gì ta? À, cái này là khoai tây nghi. Còn đây là cái gì đây? Wow, đây là pasta. Hai bên họ để là giống nhau. Nãy là Thi lấy salad ở bên kia. Ủa này là cái gì ta? Cái này là cái gì ta? Đây là trong cái thời gian mình ăn nè, xong họ biểu diễn ca nhạc. Trời, họ múa giỏi ghê mọi người ơi, chứ Thi mà Thi quay một vòng là chắc là Thi ngã cái bạch rồi. Nhưng mà họ làm rất là giỏi luôn ha. Thì họ luôn thay đổi, hình như là gồm có 4 lần biểu diễn nha mọi người. Ở ngoài á thì có cái tiếng nhạc trực tiếp họ mở thì nó sôi động và mình nghe nó nó có thích hơn, nhưng mà tại vì dính bản quyền cho nên Thi đành phải tắt tiếng hết để Thi ghi âm lại và mọi người cũng nghe đỡ nhạc Thi thẻ vô đây ha. Mọi người họ quay Thi dồn nằm Thi trong mặt luôn á, mà họ rất là giỏi nha, đẹp quá mọi người ơi. Đây là cái lúc mà họ tắt điện á, xong mà họ bỏ cái điện vô cái đồ đó mọi người. Để mình dòm thấy cái đồ cho nó ấn tượng hơn, nó sáng hơn á.
Ok cả nhà ơi, cái video nó cũng dài rồi và bây giờ trời cũng tối rồi cả nhà. Thật ra thì Thi cũng chưa có muốn về đâu, nhưng mà tại Thi còn con nhỏ nữa, phải cho tụi nó về nó ngủ đi, một ngày nó cũng đuối luôn rồi. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi ha. Cả nhà thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký cũng như tại những cái comment có bấy cho Thi. Và đừng quên theo dõi những cái video tiếp theo để Thi quay về Dubai nữa ha. Nếu như cả nhà mà ai muốn đi tới đây á, bút cái gói mà đi tới đây thì nhớ đi sớm sớm để coi nha, mấy cái chị mà lạc đà chị đi trên cái đoạn cát nha mọi người. Tại vì á, tới trễ quá thì mấy chị vô mấy chị ngủ mất tiêu rồi, như bây giờ thì đâu có thấy mấy chị nữa đâu. Cho nên mọi người nhớ là đi sa mạc xong tranh thủ về sớm để qua đây ha.